Thì đây là tình trạng giãn vòng mạch khá là phổ biến của chị khách hàng đến từ Hội An nhé. Thì chị đến với tình trạng là giãn vòng mạch rất là nặng ở vùng chân của chị, cả vùng từ trên đùi xuống cả vùng bắp chân, mình có thể lại gần mình có thể quan sát thấy những sợi mao mạch là những sợi xanh tím này giãn rất là nhiều đùi và vùng bắp chân của chị, đặc biệt là vùng heo chân của chị nhé, rất là nhiều những sợi mao mạch. Thì đối với trường hợp này của chị thì sau khi siêu âm và thăm khám mình chẩn đoán là suy giãn tĩnh mạch cộng với lại giãn mao mạch ở mức độ C2 nhé. Thì cái này là của chị do một số nguyên nhân, đầu tiên mình phải nói đến vấn đề tuổi tác, khi tuổi cao thì van tĩnh mạch nó yếu hình thành những cái giãn mao mạch này. Thứ hai là do cái công việc của mình đứng nhiều, ngồi nhiều, ít vận động dẫn đến làm máu nó ứ tĩnh mạch không đẩy hết gì được. Và nguyên nhân thứ ba là có thể nguyên nhân sau sinh của mình đấy. Nguyên nhân sau sinh thì cái áp lực lên đôi chân nó lớn và thai nhi to. Thứ hai là cái thai nhi nó chèn vào cơ hoành dẫn cơ chế hít thở mình bị hạn chế. Thì đối với trường hợp này thì hiện tại bên em đang sử dụng cái công nghệ, đây là cái công nghệ Mercury LX, sử dụng cái laser sông dài để mình điều trị hết những cái mao mạch này nhá. Điều trị xong liệu trình thì những mao mạch này nó hết sạch hoàn toàn 95-97%. Tình trạng giãn mao mạch của bạn như thế nào? Hãy gửi hình ảnh cho bác sĩ nhé.